Sắp tới lại có cuộc thi West Wing versus. Mình nhất quyết là phải vào. Trên thế giới, ở nhiều người lớn và trẻ em chẳng mấy ai biết được nhà văn Ý Eromo de Amicis. Nhưng nhà văn được trẻ em yêu thích ấy lại không phải là người chuyên viết sách về trẻ em hay cho trẻ em. Ai ạ? Nam ơi, cô lấy đồ với. Đọc sách hả? Dạ, cô lấy đồ đi ạ. Khi chúng tôi đang lần lượt vào lớp và thầy đã ngồi vào chỗ của mình, chốc chốc chúng tôi lại thấy những học trò của thầy năm ngoái. Gì nữa vậy? Chờ nãy giờ mới được mấy phút yên tĩnh. Tiếp tục nhé. Từ năm 1820 đến năm 1870 mới hoàn thành là phong trào dân tộc lớn nhất lịch sử châu Âu trong thế kỷ 19. Ê, khỏe không? Trời ơi! Có bao giờ các bạn đã gặp những trường hợp tương tự như thế này chưa? Mình là Hồng Hạc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những cách ghi âm hiệu quả hơn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nha! Bước 1 thì các bạn nên chọn những nơi yên tĩnh như là thư viện hoặc là phòng ngủ riêng để tránh bị các tạp âm làm phiền, nhằm việc ghi âm sẽ hiệu quả hơn. Và điều cần lưu ý thứ hai đó chính là khi ghi âm, chúng ta không nên ghi âm ở những không gian hẹp hoặc là các góc tường vì như thế pha ghi âm sẽ có những tiếng vang gây khó chịu cho người nghe. Kinh thành Pháp Hoa có cặp vợ chồng mù kiếm sống bằng đàn hát, giao tiếp với mọi người bằng âm thanh mà không phải lúc nào cũng gặp được người nói năng nhẹ nhàng. Kinh thành Pháp Hoa có cặp vợ chồng mù kiếm sống bằng đàn hát, giao tiếp với mọi người bằng âm thanh mà không phải lúc nào cũng gặp được người nói năng nhẹ nhàng. Thì với bí kíp này thì mình nghĩ là pha ghi âm của các bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều rồi đó. Và ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm một số phần mềm hậu kỳ âm thanh để sản phẩm của các bạn trở nên hay hơn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về ứng dụng Audition. Phần mềm Adobe Audition có rất nhiều ứng dụng. Ngày hôm nay thầy Trí sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Audition để làm giảm đi tiếng ồn của âm thanh hiện trường. Bước đầu tiên, các bạn phải giúp cho máy ghi âm biết được đâu là âm thanh hiện trường. Việc này rất đơn giản, chúng ta chỉ cần bật máy ghi âm, khoan hãy đọc liền hay nói liền mà hãy chờ 5 giây. Hãy cùng xem nhé. 2 3 4 5. Kinh thành Pháp Hoa có cặp vợ chồng mù kiếm sống bằng đàn hát, giao tiếp với mọi người bằng âm thanh mà không phải lúc nào cũng gặp được người nói năng nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta bắt đầu nói. Việc để trống 5 giây đầu tiên của tiếng hiện trường này giúp cho khâu hậu kỳ dễ dàng hơn. Và bây giờ chúng ta cùng bước qua khâu hậu kỳ thôi. Bước đầu tiên, thầy sẽ click chuột vào phần mềm Adobe Audition. Sau đó chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl-I. Lúc này hãy chọn đến file ghi âm của chúng ta. File ghi âm của chúng ta thì thường có định dạng là MP3. Ở đây thầy đặt tên file là Test Audio. Chúng ta chọn Open. Như vậy, đây là file ghi âm của chúng ta. Mời các bạn cùng thầy nghe qua một lần nhé. Kinh thành Pháp Hoa có cặp vợ chồng mù kiếm sống bằng đàn hát, giao tiếp với mọi người bằng âm thanh mà không phải lúc nào cũng gặp được người nói năng nhẹ nhàng. Nên khi sinh được đứa con trai, họ đặt tên là Thanh Hòa, với ước mong con của mình luôn được nghe âm thanh ôn hòa. Các bạn có để ý gì không? Để ý lại đoạn đầu ở đây nha, nghe nó cứ ồn ào làm sao đó. Kinh thành Pháp Hoa có cặp vợ chồng mù kiếm sống bằng đàn hát. Trong file ghi âm này hiện tại đang bị lẫn rất nhiều âm thanh của môi trường. Bây giờ chúng ta sẽ dùng phần mềm Adobe Audition để xóa đi âm thanh của môi trường đó. Trước tiên, chúng ta sẽ click chuột trái và đánh dấu khối vào phần âm thanh của môi trường. Sau đó chúng ta sẽ bấm tổ hợp phím Shift B. Lúc này máy tính đã hiểu được đây chính là âm thanh của môi trường, cần phải khử đi. Tiếp theo chúng ta bấm tổ hợp phím Ctrl A để đánh dấu khối hết toàn bộ file ghi âm của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta bấm tổ hợp phím Ctrl Shift B. Lúc này các bạn hãy hiệu chỉnh thông số như những gì thầy hướng dẫn ở đây. Và sau đó chúng ta bấm Apply. Các bạn thấy không? Toàn bộ những cái sóng nhiễu do âm thanh môi trường gây ra đã biến mất hết rồi. Bây giờ mình cùng nhau nghe lại một lần nữa nè. Kinh
Kinh thành Pháp Hoa có cặp vợ chồng mù kiếm sống bằng đàn hát. Wow, thật là tuyệt vời đúng không nào? Kinh thành Pháp Hoa có cặp vợ chồng mù kiếm sống bằng đàn hát. Kinh thành Pháp Hoa có cặp vợ chồng mù kiếm sống bằng đàn hát. Hy vọng rằng với những kiến thức và kỹ năng mà câu lạc bộ Media vừa cung cấp cho các bạn sẽ giúp cho sản phẩm ghi âm của các bạn lên một trình độ mới, thu hút hơn, hấp dẫn người nghe hơn. Chúc các bạn gặt hái nhiều thành công trong cuộc thi này nhé. Chào tạm biệt các bạn.